Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với Julie. Chiến hạm Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan. Một chiến hạm Hoa Kỳ hôm nay đi ngang qua eo biển Đài Loan, được quân đội Hoa Kỳ gọi là hoạt động thường lệ, nhưng luôn luôn làm Trung Cộng tức giận vì Bắc Kinh cho rằng Hoa Thịnh Đốn đang làm căng thẳng khu vực tăng cao. Hải quân Hoa Kỳ cho hay, khu trục hạm Milius đi qua eo biển Đài Loan như thường lệ, theo đúng luật pháp quốc tế. Chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Hoa Kỳ sẽ hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Tháng trước, quân đội Trung Cộng lên án Hoa Kỳ và Canada vì mỗi nước đều cho chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan, nói rằng việc này đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Trung Cộng tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của họ và liên tục cho phi cơ xâm nhập dùng nhận dạng phòng không Aris của Đài Loan trong năm qua. Cũng như đa số các quốc gia khác, Hoa Kỳ không có liên hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng là nhà cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo này. Bắc Kinh xem Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong liên hệ với Hoa Thịnh Đốn. Tàu hải quân Hoa Kỳ gần như tháng nào cũng đi qua eo biển Đài Loan. Các đồng minh của Hoa Kỳ thỉnh thoảng cũng cho tàu đi qua eo biển, trong đó có Anh Quốc hồi tháng 9. Nước Úc tuyên bố La Nina trong năm thứ nhì liên tiếp. Cơ quan thời tiết của Úc hôm nay cho biết là hiện tượng La Nina kéo dài ở Thái Bình Dương cho năm thứ nhì liên tiếp, có thể đưa lượng mưa cao hơn mức trung bình đến miền Trung, miền Bắc và miền Đông của đất nước. Hiện nay thường gắn liền với lượng mưa lớn hơn, nhiều bão nhiệt đới hơn và nhiệt độ thấp hơn bình thường quân ở Thái Bình Dương. Và thời tiết kiểu này có thể tăng sản lượng lúa mì của Úc. Được biết vào hồi tháng 9, thì nước Úc dự báo sản lượng lúa mì tăng thêm 17%, lên đến mức gần kỷ lục nhờ thời tiết thuận lợi. Mưa nhiều hơn cũng giúp cho việc giảm cháy rừng. Ông Andrew Watkins thuộc Cục Khí tượng cho biết là La Nina nối tiếp nhau không phải là điều bất thường và hiện tượng thường kéo dài khoảng một năm. Nhưng mô hình thời tiết cho thấy là hiện tượng năm nay chỉ kéo dài cho đến cuối mùa hè hoặc là đầu mùa thu năm 2022 ở Nam Bán Cầu. Mà mỗi lần La Nina đều ảnh hưởng khác nhau vì đây không phải là yếu tố khí hậu duy nhất tác động đến nước Úc tại một thời điểm. Hoa Kỳ vào tháng trước dự báo hiện tượng này kéo dài và khả năng là 87% kiểu thời tiết này tiếp tục trong khoảng thời gian từ tháng 12 cho đến tháng 2. Ở Úc thì một khối áp thấp vào đầu tháng này đã đưa lượng mưa từ 50 cho đến 150mm đến một số khu vực ở tại Đông Nam. Và lượng mưa cao nhất trong nhiều năm qua đã gây ra lũ lụt ở tại Queensland và New South Wales. Ông Matthew England thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Biến đổi thuộc Đại học New South Wales cho biết La Nina có nghĩa là nguy cơ cháy rừng giảm, các đợt nắng nóng cũng giảm, nhưng lại tăng nguy cơ lũ lụt cũng như là bão nhiệt đới. Tòa án hình sự quốc tế đình chỉ cuộc điều tra cuộc chiến chống ma túy của Philippines. Thân nhân của những người thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines cáo buộc chính quyền tìm cách trốn tránh trách nhiệm khi đề nghị tòa án hình sự quốc tế ICC đình chỉ cuộc điều tra. ICC hôm thứ Bảy tạm thời đình chỉ cuộc điều tra theo yêu cầu của Manila. Bà Nomita Lopez, có con trai thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy, cho hay và tức giận suýt ném điện thoại khi đọc thấy tin này. Rõ ràng họ sợ bị điều tra. Hôm 10 tháng 11, chính phủ Philippines nói với ICC hệ thống pháp luật của đất nước dư khả năng giải quyết các ngược đãi nhân quyền. Trong thư gửi ICC, chính quyền Philippines nhấn mạnh ICC chỉ thực hiện quyền xét xử khi hệ thống luật pháp quốc gia không thể xét xử, mà chắc chắn trường hợp này không phải là Philippines. Các chính phủ có thể đề nghị ICC hoãn điều tra nếu họ mở cuộc điều tra riêng. Vài tuần sau khi các thẩm phán ICC chấp thuận cuộc điều tra, Philippines công bố xem xét lại 50 vụ có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, bà Christina Conti, người đại diện bà Lopez và thân nhân của các nạn nhân khác, hy vọng ICC nối lại cuộc điều tra và cho hay bà đặt cược ICC sẽ kết luận cuộc điều tra của Philippines không chân thật. Bộ trưởng Tư pháp Philippines Bernardo Guevara cho biết ông khuyến khích gia đình các nạn nhân nộp đơn khiếu nại trực tiếp với Bộ Tư pháp và tận dụng chương trình bảo vệ nhân chứng. Việc công bố chi tiết 50 cái chết trong cuộc chiến ma túy
đánh dấu sự thừa nhận hiếm thấy của nhà nước rằng ngược đãi có lẽ đã xảy ra. Nước Pháp chuyển sang Indonesia để thương thảo bán chiến đấu cơ Rafale. Nước Pháp sẽ cố gắng xây dựng mối liên hệ thân cận hơn ở tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi mà Bộ trưởng Ngoại giao của Pháp đến Indonesia vào hôm nay và sau khi Pháp đã để mất đi thỏa thuận phòng thủ chiến lược với nước Úc vào hồi tháng 9. Paris đã cáo buộc là các đồng minh đã đâm sau lưng của nước Pháp khi mà nước Úc chọn chế tạo tàu ngầm hạt nhân bằng công nghệ của Hoa Kỳ và Anh Quốc thay vì là chương trình tàu ngầm hàng tỷ đô la với nước Pháp. Canberra thành lập liên minh ba bên và được Úc gọi là trọng yếu để mà ngăn chặn đe dọa từ Trung Cộng trong khu vực. Thỏa thuận của Pháp với nước Úc từ năm 2016 được xem là trụ cột chính trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Pháp. Và kể từ khi mất thỏa thuận, thì Paris tăng tốc để củng cố mối liên hệ trong khu vực với nhiều cuộc họp cấp cao từ Nhật Bản đến Ấn Độ và cả Việt Nam. Trước chuyến thăm 2 ngày của ông Jean-Yves Le Drian, là một nguồn tin ngoại giao Pháp cho hay, chuyến đi này là để tái khẳng định cam kết của Pháp với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và để đẩy mạnh mối liên hệ với Indonesia. Chìa khóa để mà phát triển mối liên hệ đó là hợp tác quân sự một cách thân cận hơn. Indonesia mong muốn tăng cường khả năng phòng thủ với khả năng là mua tàu ngầm, chiến đấu cơ và chiến hạm, trong khi căng thẳng thì gia tăng với Trung Cộng ở tại Biển Đông. Trong nhiều tháng qua thì Pháp đã thương thảo với Jakarta để mà bán 36 chiếc chiến đấu cơ Rafale. Hai bên đã ký bản ghi nhớ vào hồi tháng 6, mặc dù ít có khả năng đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay vì vấn đề tài chính. Xe bus bốc cháy ở Bulgaria làm cho 45 du khách Bắc Macedonia thiệt mạng. Ít nhất 45 người thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ em, khi một chiếc xe bus đang chở du khách Bắc Macedonia bốc cháy trên xa lộ ở miền Tây Bulgaria sáng sớm hôm nay. 7 người nhảy ra khỏi chiếc xe bốc cháy được đưa đến bệnh viện ở Sofia cấp cứu và sức khỏe hiện đã ổn định. Bộ nội vụ Bulgaria xác nhận 45 người tử vong, đưa nó trở thành vụ tai nạn xe bus thảm khốc nhất trong lịch sử đất nước. Bộ trưởng nội vụ Boyko Raskov cho hay các thi thể tụm lại bên trong và cháy thành tro. Hình ảnh rất thương tâm. Ông chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh nào như thế này trước đây. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng giới chức Bulgaria cho biết xe bus có vẻ tông vào rào chắn xe lộ trước hoặc sau khi nó bốc cháy. Tai nạn này xảy ra trên đường Struma cách Sofia khoảng 45 km về phía Tây, lúc khoảng 2 giờ sáng. Chiếc xe đang trở về Skopje sau kỳ nghỉ ở Istanbul cuối tuần qua. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy xe bus cháy đen giữa xa lộ. Thủ tướng Bulgaria Stefan Janev gọi đây là thảm kịch kinh hoàng. Thủ tướng Bắc Macedonia Joran Jaev cho biết ông nói chuyện với một người sống sót. Người này kể lại hành khách đang ngủ khi họ tỉnh giấc vì một tiếng nổ lớn. Ông Boris Slavarov, lãnh đạo cơ quan điều tra Bulgaria cho hay 4 xe bus của công ty du lịch Bắc Macedonia từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Bulgaria tối thứ Hai. Ông nhận định sai sót của tài xế hoặc trục trặc kỹ thuật là hai nguyên nhân sơ bộ gây ra vụ tai nạn. Phía đối lập của Miến Điện đã thu về hơn 6 triệu đô la trong ngày đầu tiên bán trái phiếu cách mạng. Chính quyền ngầm ở tại Miến Điện cho biết là họ thu về 6.3 triệu đô la trong ngày đầu tiên bán trái phiếu, quyết định lớn nhất từ trước cho đến nay để có ngân sách cho cuộc cách mạng lật đổ chính quyền quân phiệt. Chính quyền thống nhất quốc gia NUG là một liên minh gồm các tổ chức ủng hộ dân chủ, quân đội sắc tộc thiểu số và công chức chính quyền dân sự cũ, cho hay là trái phiếu được bán vào hôm thứ Hai cho kiều dân Miến Điện ở ngoại quốc với mệnh giá là 100, 500, 1.000 và 5.000 đô la trong kỳ hạn là 2 năm. Mặc dù trái phiếu không mang lại lãi suất cho người mua, trái phiếu trị giá 3 triệu đô la đã được bán trong vòng 3 giờ đầu tiên và tăng lên là 6.3 triệu đô la tính cho đến cuối ngày. NUG đặt mục tiêu là 1 tỷ đô la. Phát ngôn viên Sasa của NUG cho biết, từ việc này, ông thấy là sự nhiệt huyết của nhân dân trong quyết tâm lật đổ quân đội phát xít. Chính quyền quân phiệt đã cấm NUG và gọi đây là phong trào khủng bố. NUG thì không tiết lộ ngân sách sẽ được sử dụng như thế nào. Các tổ chức đối lập thì tìm cách ngăn chặn quân đội củng cố quyền lực,
bằng cách khuyến khích dân chúng không nộp thuế và tham gia biểu tình, bất tuân dân sự và tẩy chay các doanh nghiệp liên quan đến quân đội, cũng như là việc xổ số quốc gia. Theo NUG, thì người mua trái phiếu thanh toán bằng chuyển tiền quốc tế qua một tài khoản ở tại Cộng hòa Czech. Một người dân Miến Điện đã mua 500 đô la trái phiếu cho biết là cô không trông mong lấy lại tiền sau 2 năm. Cô mua trái phiếu chỉ vì muốn đóng góp cho cuộc cách mạng. Cựu Tổng thống Nam Hàn Chun Doo-hwan qua đời ở tuổi 90. Cựu Tổng thống Nam Hàn Chun Doo-hwan với sự cai trị cứng rắn theo sau cuộc đảo chính quân sự năm 1979 dẫn đến làn sóng biểu tình khổng lồ qua đời ở tuổi 90 hôm nay. Là nhà cựu chỉ huy quân đội, ông Chun chỉ đạo cuộc thảm sát người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Jiangsu năm 1980, một tội ác sau này ông bị kết tội và lãnh án tử hình nhưng được giảm án. Ông Chun tự trần tại nhà ở Seoul sáng sớm hôm nay và thi thể ông được đưa đến bệnh viện để tổ chức tang lễ. Cựu phát ngôn viên Min Chung Ki của ông cho biết, ông bị khối u tủy xương, một chứng ung thư máu và sức khỏe của ông gần đây xấu đi. Văn phòng Tổng thống Moon Jae-in gửi lời chia buồn đến gia đình ông Chun, nhưng lấy làm tiếc vì ông Chun không công bố sự thật và ngỏ lời xin lỗi. Phát ngôn viên của ông Moon cho hay, văn phòng Tổng thống không gửi hoa hay cử đại diện đến nhà tang lễ. Ông Chun qua đời khoảng một tháng sau khi Tổng thống Roh Tae-woo, người giữ vai trò quan trọng nhưng gây tranh cãi trong quá trình chuyển tiếp sang dân chủ của đất nước, từ trần hưởng thọ 88 tuổi. Trong phiên xử hồi giữa thập niên 1990, ông Chun bưng vực cuộc đảo chính là cần thiết để cứu đất nước khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, do phủ nhận điều động binh lính đến Gwangju. Ông Chun sinh ngày 6 tháng 3 năm 1931 ở Yugok Myeon, một thị trấn nông nghiệp nghèo ở huyện Hapcheon, trong thời Nhật Bản cai trị bán đảo Triều Tiên. Ông nhập ngũ ngay sau trung học, được thăng chức nhiều lần cho đến khi trở thành chỉ huy năm 1979. Phụ trách điều tra vụ ám sát Tổng thống Park Chung-hee năm đó, ông Chun lôi kéo đồng minh trong quân đội và nắm quyền kiểm soát cơ quan tình báo Nam Hàn để tiến hành cuộc đảo chính ngày 12 tháng 12. Sri Lanka bắt đầu xét xử 25 người bị cáo buộc tội đã tổ chức đánh bom ngày Phục sinh năm 2019. Một tòa án tại Sri Lanka vào hôm nay bắt đầu xét xử 25 người bị cáo buộc tội đánh bom ngày Chủ nhật Phục sinh, làm cho gần 270 người bị thiệt mạng vào năm 2019. Các nghi phạm được đưa đến tối cao pháp viện vào sáng hôm nay, và cảnh sát đã đề nghị truy tố các nghi phạm với hơn 23.000 tội danh như là đồng lõa giết người, hỗ trợ và tiếp tay tấn công và tích trữ vũ khí đạn dược. Các luật sư đại diện nghi phạm cho biết là số lượng tội danh quá lớn và sự việc có thể mất đến 10 năm mới đi đến kết luận được. Luật sư Nordin M. Shahid đại diện cho 6 nghi phạm cho hay hiện tại thì không thể xác định tội danh cụ thể nào là của nghi phạm nào. Ông hy vọng là tội danh sẽ rõ ràng hơn, nhưng lo ngại sự việc sẽ kéo dài và trở thành vô nghĩa. Nhóm nghi phạm gồm có Mohammed Naufer bị cáo buộc là chủ mưu cuộc tấn công và có mối liên hệ với Islamic State. Một nghi phạm khác tên là Y.M. Ibrahim là cha của hai kẻ đánh bom tự sát Inshaq và Ilham Ibrahim đã tấn công hai khách sạn ở tại Colombo. Một loạt các cuộc tấn công vào ngày 21 tháng 4 năm 2019 nhắm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn đã làm cho 267 người bị thiệt mạng, trong đó ít nhất là 45 người ngoại quốc và ít nhất là 40 trẻ em cũng bị thiệt mạng. Cuộc tấn công làm cho khoảng 500 người bị thương, chủ yếu là giáo dân Công giáo. Luật sư Neville Abeyrane, đại diện cho lãnh đạo giáo hội Công giáo Sri Lanka, Hồng y Malcolm Ranjit cho hay là cộng đồng Công giáo đang theo dõi sát phiên xử với hy vọng là khi phiên xử kết thúc, các nguyên đơn có thể đòi bồi thường cho những người bị thiệt mạng và bị thương. Phiên xử hai giới chức của Sri Lanka bị cáo buộc là không ngăn chặn cuộc tấn công đã bắt đầu vào hôm thứ Hai. Tấm thảm của hoàng đế từ Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh sẽ được bán đấu giá ở Paris. Một tấm thảm hiếm thấy thuộc hoàng cung ở Tử Cấm Thành được giữ kín suốt 34 năm qua sẽ được bán đấu giá trong ngày thứ Ba hôm nay tại nhà đấu giá Christie's ở Paris. Được làm từ triều đại Minh hồi thế kỷ thứ 16,
Tấm thảm được trang trí theo mô típ lưỡng long tranh châu và được đặt trên bục dưới ngai của hoàng đế. Bà Louise Broadhurst, chuyên gia thảm Đông Phương của Christie ở London cho biết, tấm thảm đặc biệt này được làm riêng cho ngai của hoàng đế do hình dáng và cách trang trí của nó. Tấm thảm ước tính sẽ có giá từ 3.5 triệu đến 4.5 triệu euro và là một trong 7 tấm thảm rồng nằm trong bộ sưu tập tư nhân. 9 tấm thảm khác trưng bày tại bảo tàng cố cung ở Bắc Kinh. Christie cho hay tấm thảm ban đầu được mua hồi năm 1920 bởi một cặp vợ chồng từ Iowa đến Hoa Lục hưởng tuần trăng mật. Họ cho bảo tàng nghệ thuật Cleveland mượn, sau đó năm 1987 bán cho một nhà sưu tầm tư nhân ở Thụy Sĩ, người chào bán hiện nay. Được cho là có màu đỏ khi nó được làm trong xưởng hoàng cung, tấm thảm Nai-Phai thanh màu vàng đồng. Đa số kho báu từ thời vàng son của các triều đại Trung Hoa được lưu giữ tại Bảo tàng Cố cung Quốc gia Đài Loan. Chúng được đưa sang Đài Loan khi lực lượng Quốc dân đảng chạy sang hòn đảo lúc kết thúc cuộc nội chiến vào năm 1949. Một nhà sản xuất bia ở tại Úc đã góp phần chống khí hậu biến đổi bằng cách sử dụng carbon để mà nuôi trồng vi tảo. Một nhà sản xuất bia ở tại Úc vừa tìm ra một cách sáng tạo để mà chống khí hậu biến đổi, đó là thu giữ carbon dioxide sinh ra trong quá trình lên men của hoa bia và dùng nó để mà nuôi trồng vi tảo. Các chuyên gia cho biết để hấp thụ lượng carbon sinh ra trong quá trình lên men bia để làm ra 6 lon bia thì một cây xanh phải mất đến 2 ngày. Và để giải quyết vấn đề đó thì nhà sáng lập nhà máy bia John Henry ở tại Sydney đã kết hợp với các nhà khoa học để mà xây dựng 2 lò phản ứng sinh học chứa hàng tỷ sinh vật nhỏ bé. Bên trong 2 cái lò phản ứng sinh học 400 lít tại nhà máy bia của công ty ở tại Sydney thì tảo đã hấp thụ carbon, sau đó thì sinh sản và chuyển nó thành oxy. Ông Oscar McCahan, đồng sáng lập John Henry cho biết là mỗi lò phản ứng sinh học đã sinh ra lượng oxy bằng 2 hecta cây bụi. Và ông cho biết rằng nếu trồng cây thì sẽ phải mất đến nhiều năm trước khi mà chúng hấp thụ và sinh ra lượng oxy tương tự như là 2 chiếc lò phản ứng sinh học. Và đây là giải pháp tuyệt vời cho việc hấp thụ carbon đô thị và sinh ra oxy. Nhóm nghiên cứu của John Henry, các nhà khoa học từ Đại học Công nghệ Sydney cũng tham gia hiệp hội Meat and Livestock Australia để mà nghiên cứu xem là liệu có thể sử dụng tảo để mà cân bằng khí thải methan của gia súc hay không. Bà giáo sư Peter Ruff là giám đốc điều hành của Climate Change Cluster thuộc Đại học Công nghệ Sydney thì cho hay, thay vì phải đào một cái thứ gì đó lên để mà chế tạo sản phẩm rồi lại bỏ đi, thì chúng ta sẽ xoay vòng nó, sử dụng carbon một cách hiệu quả. Và nước Úc đã chấp thuận mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050. Nhưng Thủ tướng là Scott Morrison thì công bố, ông sẽ không đưa mục tiêu này vào trở thành luật. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin quốc tế của Hồn Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.